chào anh chị và bạn. Hôm nay thì Khánh sẽ giới thiệu cho anh chị và bạn hai cái món đồ chơi để chúng ta tập cái nhịp của mình. Với lại các anh chị các bạn mới tập chơi đó, thì chúng ta cần phải nắm được cái nhịp để chúng ta có thể là đánh được những cái bài hát mà chúng ta yêu thích. Ví dụ như chúng ta là nhịp chân hay gì, thay vì chúng ta rải xuống chúng ta nhịp chân, thì cái này nó sẽ giúp chúng ta nhịp cái này nè. Khi chúng ta nhịp chân nó sẽ kêu như vậy và mọi người thấy ha. Ví dụ nè. Mọi người thấy ha, cái nhịp của tất cả các anh chị mới tập chơi nó quan trọng lắm. Là cái nhịp nó sẽ có 4 nhịp hoặc là 2 nhịp chuyển gì đó. Thì ví dụ chúng ta chơi nhạc á, thì chúng ta chỉnh dây đàn là không? Ví dụ chúng ta đánh bài Hoa Sứ Nhà Nàng, đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng. Thì chúng ta ngồi chúng ta không có nhịp chân, thì cái này nó sẽ nhắc chúng ta nhịp đi, nó sẽ kêu một cái nhỏ hoặc lớn. Thì chúng tôi Khanh sẽ nói đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, hương đồng hoa tình ai đậm đó. Thì cái foot, cái này gọi là foot tambourine, hay là Khánh đặt cái mã của nó là F là foot T70. Cái này thì 70.000 và chúng ta sẽ đeo vào chân của mình để chúng ta có thể nhịp chân hoặc là đeo vào tay. Khánh vừa đeo bằng cái màu đỏ này. Thì tập nhạc nó dễ lắm, chúng ta chỉ cần nắm chắc cái nhịp, ngay cả phần quạt cũng vậy. Thì chúng ta sẽ có là cái này chúng ta đeo vào nè. Đó, đeo vào. Theo ạ. Sau khi đeo vào bằng tay thì chúng ta sẽ cũng dọ rõ được. Nhưng mà nó hơi kỳ, thì nó là thiết kế cho foot. Em ơi, màu áo phong sương. Nó không đổ cái nhịp, nó không đổ cái nhịp cho mình, mà nó cứ lại. Thì chúng ta nhịp chân nó quan trọng, nên cái này nó sẽ giúp chúng ta nhớ là chúng ta cần phải nhịp chân, tạo thành thói quen khi chúng ta nghe nhạc cũng vậy. Và chúng ta chơi nó sẽ có cái điều hay hơn, nó sẽ giúp chúng ta làm sao có cái cảm hứng chơi hơn, nó sẽ reo rắc, nó sẽ vui hết. Thì chúng ta sẽ có cái này gọi là cái nhỏ này gọi là cái finger shaker, nó rất là nhỏ và nó thuộc dạng hàng. Nó sẽ kêu như vậy. Chúng ta đem vào ngón tay này. Ngón tay là ngón tay trỏ này. Vậy chúng ta finger mà có nghe chúng ta phải đeo vào ngón tay à. Hoặc là chúng ta đeo vào ngón chân cũng được. Ngón chân cũng được thì chúng ta nhịp nó nghe nhỏ. Còn chúng ta đeo vào ngón tay thì chúng ta có thể em. Thì chúng ta khi mà chúng ta sử dụng bằng cái đĩa disco thì nó nghe nó cũng có nhịp. Cái gọi là finger shaker thì cái này nó rẻ hơn cái này. Cái này chỉ có 20 mấy nghìn thôi. Cái này là 70, FT70. Thì cái loại mà foot này á thì chúng ta có 3 màu. Màu xanh lá cây, màu xanh dương và màu hồng. Cái công cụ hỗ trợ để chúng ta nhịp chân thì chúng ta tập được nó dễ hơn. Đó. Nó cao cảm hứng hơn chứ bây giờ chúng ta chơi nó không có cái này thì nó hơi buồn ha. Và chúng ta sẽ không có nhiều cái hay, ví dụ như vậy. Bài hãy quên đi. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa. Nếu em không còn gì để vơi vơi. Người hãy quên anh đi, đừng yêu anh nữa. Ok, thì này gọi là quả là chúng ta thầy đeo ngón chân thì cái này ngón chân đánh mọi người xem. Đeo vào ngón cái nha. Hoặc là ngón gì cũng được à. Đeo vừa thì đeo. Rồi chúng ta đánh. Nhịp chân nó quan trọng nên chúng ta sẽ đeo xuống nhịp. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa. Nếu em không còn gì để vơi vơi. Đẹp đẹp. Người hãy quên anh đi. 2, 3, 4 1, 2, 3, 4.
Hoặc là chúng ta có thể đeo hai chân, một bên thì chúng ta dẹp nhỏ phách phách mạnh, một bên chúng ta nhỏ nhẹ, phách trước phách hai, 1 2 3 4 rồi 1 vậy đó, thì chúng ta sẽ xen kẽ, nó không có nhịp đều. Mày thấy quên em vậy ha. Cái này là giống như cái bàn chân chúng ta đeo vào đây nè, đeo vào vô bàn chân của chúng ta thì chúng ta phần này là nó lớn, chúng ta càng đeo vô cái phần sát với cái cổ chân của chúng ta đây thì nó lại nó nhỏ, tại vì chúng ta nhịp này nó kêu ít, còn chúng ta khi mình đeo vào đây nó sẽ kêu lớn. Thì tùy mọi người thích điều chỉnh lớn nhỏ như thế nào thì mọi người có thể tự thử nghiệm trải nghiệm nó. Khánh nghĩ là những cái món đồ chơi thật là thú vị để chúng ta tập nhịp. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip này và chúc cho mọi người có được cái buổi tập nhịp vui vẻ cũng như là tập đàn những thời gian mà rảnh rỗi, những thời gian mà chúng ta vui vẻ và lại sống vui vẻ. Đặt hàng thì đặt link mô tả hoặc gọi về số điện thoại inbox vào Zalo 0938 9119. Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye. Yes.